chê ba lô bàn lý tăng bá dí rú bà xá tí ná sô thăm măng quý cha na tí đáp bi su bá rá sằng giá tha gia quá chi quá gia quá chi quăng bí chê ba lô bàn lý tăng bá bá dí rú bà xá tí ná mô thăm măng quý cha na tí đáp bì su bá rá sằng giá tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu cho dẫu trọn đời sống người sống gần trí giả, uổng lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, muốn canh nào biết trong niêu vị gì. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sít Trần Đạo. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Thọ Vinh Hạnh Đại Đức Chánh Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô Tu Nữ Tỳ Viên, cô Tu Nữ Thầm Ma Gia Lý. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 64 ạ. Và qua chi qua đi chê ba lô bằng đi phen ba nhiều ba xa thì là sơ tâm năng vì cha na tí đáp đi su ba là sanh gia tha và qua chi quan vì chê ba lô bằng đi tăng ba nhiều ba xa thì là sơ tâm năng vì cha na tí đắc đi su ba là sanh gia tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết về chánh pháp như những cái vị canh. Già qua chi quan vì chê ba lô băng đi tăng ba vì vô ba sa ti là sơ tâm mang vì cha na tí đắc đi su ba là gia ta. Người ngu cho dẫu trọn đời sống gần trí giả, uổng lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, mỗi canh nào biết trong nguyên vị gì. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Vinh Quá Thanh Na đã hút lại ạ. Và con xin gửi mít lại cho đại tràng. Sa thú, sa thú lần tay chân đạo. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sáng Khai Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 64. Cảm ơn Sít Lãng Đông Quang Thanh và chân đạo cho biết nghe rồi. Dạ hoa chi vam pi chê ba lô Panditang pariyurupasati naso thammang vichanati dappi suparasang yatha vaya jivampi ce balo panditang pariyurupasati naso thammang vichanati dappi suparasang yatha Yawa chiwam piche balo panditang payirupasati naso thammang vichanati dappi suparasang yatha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muống với vị canh. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Người ngu
cho dẫu trọn đời. Sống gần, trí giả uống lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, muỗng canh nào biết trong niêu vị gì. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ còn xin được xuống hết. À, mến mời Xích Đại Minh. Dạ, sa thú lành thầy. Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thanh Mai giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, ai mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn Quang Thanh. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 64. Già qua chì vầm đi chì bà lồ, bàn đi tàng ba di ru bà sa ti na sô thầm mằng, vi chà na ti đáp đi su ba ra sằng gia thà. Già qua chì vầm đi chì bà lồ, bàn đi tàng ba di ru bà sa ti na sô thầm mằng, vi chà na ti đáp đi su ba ra sằng gia thà. Và qua chi bam đi chê ba lô, bam đi tăng ba di ru ba sa ti, na su tâm măng vi cha na ti, đáp đi su pa ra sang gia tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và qua chi vâm đi chê ba lô, bàn đi tăng ba di ru ba sa tì, na sơ thăm băng vi cha na tì, đạp đi su ba ra sang gia thà. Và qua chi vâm đi chê ba lô, bàn đi tăng ba di ru ba sa tì, na sơ thăm băng vi cha na tì, đạp đi su ba ra sang gia thà. Người ngu cho dẫu trọn đời, sống gần trí giả uổng lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, muộn canh nào biết trong như vị gì. Bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, chắc con kính thỉnh cô tự nhiên trước ạ. Dạ, kính mời cô. Nhà sa thú cảm ơn Ái Minh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ tường thần minh hạnh, đại đức tự đức. Kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 64. Dạ tha chi văn bi chê ba lô, ăn đi tăng ba di ru ba ti, na so tham măng vi cha na đi, áp bi áp ba ra sang gia tha. Và qua chi văn vi chê ba lô, đi băng bánh đi tăng ba di ru ba sa ti, na so tham măng vi cha na ti, đáp bi su ba sang gia tha. Và quá chi quăng biết chê ba lô tí, nát xoăn măng với cha nà tí, đắp bì su ba đá sang gia tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu cho đời, sống gần trí giả, uổng lời cao siêu, không hành
không anh nào biết trong nhiêu vị gì. Dạ, thì Duyên đã kể xong. Rồi đã thấy, ủa thấy gì quang, quang, quang thanh, nó mất tiêu rồi. Thì bây giờ thấy tín hiệu của Tina, nhưng mà Tina, quang thanh chạy nó mất rồi. Con kính thánh lễ ba ngôi tam bảo, con kính thánh lễ quý sư, quý đạo, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc con pháp cú số 64. Ya va chi wan pi pi che pa lo pan di tang pha yi lu ba sát ti na su tham mang quý cha na ti đa bi su pa ra sang ya tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp, như muỗng với vị canh của hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà quá chi văn bì chê ba lô văn đi tăng ba nhi lô ba sa ti na su tham măng vì cha na ti đam bi su ba la sang gia tha. Nhà quá chi văn bì chê ba lô văn đi tăng ba nhi lô ba sa ti na su tham măng vì cha na ti đam bi su ba la sang gia tha. Người ngu cho dẫu trọn đời, sống gần trí giả uổng lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, muỗng canh nào biết trong niêu vị gì của hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con thượng tọa Minh Hạnh và đại đức và đại đức Minh Mẫn. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ mái chính giá và cô tu nữ tại duyên. Con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu cú 64. Già qua chi bầm bi đề bà lô bàn đi tàng ba ri ru ba sa ti na so tham mang quy cha na ti đát bi su ba ra sang gia tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cật người có trí, không biết được chánh pháp, như muỗm với vị canh cái của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin ạ. A chi hoa vâm bảy chê ba lô bắn đi tăng ba hỷ su sa ti na su tham măng quỷ cha na ti su ra tha. Người cho dẫu chọn đời, sống gần trí giả uổng lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, muỗng cái nào biết trong niêu vị gì. Dạ của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống mic ạ. Không cần không biết luôn vậy.
Nam mô Bụt Thầy, dạ tâm pháp ơi, trong đạo tràng không nghe được âm thanh tâm pháp. Dạ cảm ơn Trạng Đâm, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tâm pháp có nghe Nhật Quỳnh không? Hôm nào nay cứ chạy ra chạy vào vào không trả bài được, nên cố tình chờ tâm pháp mà cũng không được tuôn. Rồi hẹn lại ngày mai nghe tâm pháp nghe. Bây giờ thì đã hết giờ. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Chờ Nhật Quỳnh một chút xíu. Nhật Quỳnh thấy hình như bàn tay rồi. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 64. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tâm pháp Quang Thanh, Thina, cô tu nữ Tệ Duyên, cô ấy Minh Vinh Quá Tha Ná, Xích Trần Đạo, Xích Đặng Long đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp của kinh 65. Và cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sankhaya, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không hòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 65. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ sa thủ lành thai, con kính nhân mít đến sư ạ. Sa thú lành thai, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Quý vị nghe âm thanh hơi nhỏ. Dạ, chúng tôi sẽ chỉnh nó lên. Chắc ok rồi. Rồi giờ chắc là nghe ok rồi. Alo 123, quý vị nghe rõ chưa? Dạ rồi, kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe rõ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ môn Pháp Cú Thammapada với câu kệ số 65. Trước khi chúng ta học câu kệ này, quý vị cho chúng tôi một ít phút để tán thán cái công đức của Phật tử đã hộ độ chư tăng, cụ thể đó là chư vị giảng sư đang sinh hoạt ở trên hai ngôi chùa là Pháp Cú Kinh và lớp Phật Pháp Bút Thá Thâm Má, mà cụ thể ở đây đó là ngôi chùa Pháp Cú Kinh. Đó là hôm thứ hai. Chúng tôi nhận được một cái tin nhắn ở trong tài khoản đó, ghi là cô Tina cúng dường 2 triệu và cô Nhật Quỳnh cúng dường 500 đến chư vị giảng sư. Cho nên xin được tán thán hai thí chủ đã hỗ trợ, đã cúng dường đến chư tăng trong thời gian này. Nếu mà quý vị khéo tác ý đó, thì đây là một cái việc cúng dường hợp thời. Chúng tôi đang ở tại tổ đình Bủ Quang đó, là nội bất xuất ngoại bất nhập khoảng hơn 2 tháng rồi, xin thưa quý vị. Rồi đồng thời khi mà mọi người ở trong room nghe vậy đó, thì chúng ta biết hai Phật tử đó đang gieo nhân phước, chư vị giảng sư là đang hưởng quả phước. Cụ thể đó, chúng tôi là người được hưởng quả, thì thành ra khi quý vị tùy hỷ đó, thì tùy hỷ với nhân là của hai vị kia, rồi tùy hỷ với quả của chúng tôi. Đó là chúng ta đang tu tập cái pháp gọi là tùy hỷ. Ước mong phước báo hộ trì cho tất cả chúng ta đều được sống an lạc ở trong pháp và luật của Đức Phật Gotama. Bây giờ chúng ta cùng nhau học bài mới với câu kệ Pháp Cú số 65. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Muhuttam Muhuttama Piche Winyu Muhuttama Piche Winyu. Đoạn thứ 2: Panditang payirupa sati, Panditang payirupa sati. Đoạn thứ 3: Khippang thammang vicchanati, Khippang thammang vicchanati. Đoạn thứ 4: Chivaha suparasang yatha, Chivaha suparasang yatha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ, nhưng kỳ thật ra là 4 từ. Muhuttang, tách cái chữ api đó ra. Tách cái chữ api đó ra thì chữ M nó sẽ có cái chấm ở dưới. Rồi Muhuttang. Từ đầu tiên Muhuttang,
Muốn hút tăng ở đây đó, chúng ta lấy theo cái nghĩa là trạng từ. Muốn hút tăng có nghĩa đó là khoảnh khắc, giây lát, chốc lát. Rồi là chữ api. Api này đó mà chúng ta thấy nó đi theo chữ che ở sau đó, có chữ che ở sau đó thì thường chúng ta sẽ lấy nghĩa api che. Thì api che đó cái mình mới dịch đó là dẫu hay là dầu, hoặc là mình dịch nếu cũng được. Api che dẫu, dầu, nếu. Rồi từ tiếp theo là Quynh Nhu. Chữ Quynh Nhu này nếu mà mình phải tắt nó ra thì hay xin thưa quý vị là tiếp động ngữ quý cộng với là căn nha. Cái thành hợp, thành đập lại đó, thành ra là Quynh Nhu chỉ cho người. Như vậy nếu mà mình lấy nghĩa theo cái kiểu chiết tự vậy đó, thì chữ quý, cái tiếp động ngữ quý đó, chúng ta bắt gặp ở trong cái từ là quý pasana, quý cộng với là pasana. Thì ở đây đó là quý cộng với căn nha đó là sự hiểu biết, trí tuệ đó. Đó thì căn quý có nghĩa đó là đặc biệt, chuyên sâu, chuyên biệt. Thành ra đó là Quynh Nhu là người hiểu biết đặc biệt, hiểu biết rõ ràng, hiểu biết chuyên biệt. Còn nếu mà chúng ta dịch chung chung đó thì là người hiểu biết. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Pandita, Pandita. Pandita chia theo đối cách, thành ra chúng ta thấy nó có cái hình thức là ăn Pandita. Pandita là mình biết rồi, hiền trí, bậc hiền trí hay là bậc thiện trí. Từ thứ hai, Pajirupasati, đây là một cái động từ. Pajirupasati có nghĩa là cộng trú, liên kết. Cộng trú liên kết mà Ngài Hòa Thượng này dịch là gì? Thân cận. Cộng trú liên kết thân cận. Từ tiếp, đoạn tiếp theo, đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba có ba từ. Từ đầu tiên khiếp băng. Chữ khiếp bá là tính từ, mà trong trường hợp này chia theo đối cách, tính từ chia theo đối cách có khi đó là trạng từ, nhưng mà có khi đó là tính từ bổ nghĩa cho cái từ ở đằng sau. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy đó là cái thăm măng nó đồng cách này, nhưng mà chữ văn ở đây đó, cái chức năng của nó là trạng từ. Chữ khiếp băng ở đây có nghĩa là một cách mau lẹ. Từ thứ hai thăm măng là pháp. Từ này quen đối với chúng ta rồi. Từ cuối cùng quý cha na tí. Ai mà có học Pali đó thì chúng ta sẽ thấy cái từ này nó có ba từ. Là cha na tí,
rồi cái cộng thêm tiếp đầu ngữ quý ân trước thành là quý cha na tí, cộng thêm tiếp đầu ngữ pa ân trước đó là pa cha na tí. Vậy thì cha na tí đó là sự hiểu biết nè, pa cha na tí là hiểu biết rõ ràng hơn, quý cha na tí là hiểu biết đặc biệt, hiểu biết chuyên biệt. Quý cha na tí. Chúng bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên chim quá ha, có nghĩa là cái lưỡi. Và cái lưỡi của mình đó, xin thưa quý vị. Từ thứ hai suparasang. Suparasang ở đây là một cái hợp âm, mình tách ra supa cộng với là rasa. Supa là canh hay là súp, rasa là vị. Vị chất đấy, xin thưa quý vị. Thành ra suparasang là vị của canh, mà các ngài dịch gọn là vị canh. Rồi từ cuối cùng yatha. Yatha ở đây là một cái từ so sánh, có là giống, giống như, giống, giống như, như. Rồi bây giờ cùng nhau dịch văn xuôi. Apiche là nếu hay là dầu cho ha, nếu hay là dầu, nếu hay là dầu. Winyu là người có sự hiểu biết, mà hiểu biết ở đây đó mình hiểu, mình hiểu đó ha, là hiểu biết sâu, hiểu biết chuyên biệt. Người có sự hiểu biết sâu đi, người có, nếu người có sự hiểu biết sâu, pari pari rupa sati, mà cộng trú hay là thân cận pan đi tăng với bậc trí, mu hút tâm bị trong chốc lát. Quý cha na tí thì người ấy, ở đây chúng ta thấy cái động từ này chia ngôi thứ ba số ít đó. Thành ra đó là mình ngầm hiểu có cái chủ từ ngôi thứ ba số ít. Thì người ấy, quý cha na tí, cái từ này mình có thể dịch ra là thông thấu, tức là hiểu biết một cách rõ ràng, rành mạch, chuyên biệt đó. Thì mình có thể dịch ra là thông thấu, là hiểu thấu đáo. Thâm măng kiếp băng một cách mau lẹ. Giá tha giống như chi qua cái lưỡi, su pa ra sang với vị cách. Từ ngữ pháp cú, từ ngữ Bali đó là dịch như vậy đó, xin thưa quý vị. Rồi bà con chúng ta ai mà giỏi về văn chương ngôn ngữ đó thì mình có thể gọt giũa, chuyển đổi vế sao đó cho nó mềm mại, nhẹ nhàng. Thì cái đó là tùy thuộc vào cái khả năng ngôn ngữ của mỗi người. Còn chúng tôi dịch đó thì là theo văn phạm Bali dịch. Kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 65. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức
Xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi bước cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavaṃ taṃ avivādemi Sukhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh Phật Pháp, tạo râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tính, thưa quý vị, bài học hôm nay hay là chủ đề hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 65. Câu kệ này nằm trong phẩm, phẩm này là phẩm gì? À, phẩm Ba La Quát Cá, phẩm Ngu Nhân. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tá Quán Á, đề cập đến 30 vị tỳ kheo ở xứ Pa Thay Giá Cát. Ba mươi vị tỳ kheo này là những công tử quý tộc. Một lần nọ, 30 vị công tử này rủ nhau đi du ngoạn, thì chỉ có 29 vị là có, nói theo người đời của mình đó, là có người yêu, có vợ. Còn một người đó không có. Thì thành ra cuối cùng cả 29 người kia thống nhất là đi kiếm cho cái người thứ 30 đó đó một cô để làm bạn. Và họ đã thuê cô kỹ nữ. Cô kỹ nữ làm bạn. Cho đủ đôi đủ cặp, thành ra 30 cặp đó, xin thưa quý vị. Thì trong lúc đang vui chơi thì đây là các vương tôn công tử, xin thưa quý vị. Vương tôn công tử có nghĩa đó là con nhà giàu, con nhà đại gia. Những người này đó, nói theo từ thông thường giờ đó, gọi là rich kid. Rich kid. Do đó đó là ở trên người đó thì là trang sức rất là đắt đỏ. Đó thì khi vui chơi vậy đó, họ mới tháo trang sức ra, họ bỏ trên cành cây. Đó thì lúc mà mê chơi quá đó, thì cái cô kỹ nữ này này, xin thưa quý vị, thấy của cải vậy tham đó, cho nên nó mới gom hết bỏ trốn đi. Cái lúc mà cuộc chơi nó hơi lâu lâu tí, đây là mình có thể nói là hơi mãn, thì bắt đầu mới chợt nhớ ra, à nãy giờ mình để ý cái cô kỹ nữ này cổ đi mất tiêu rồi. Và nhìn lui nhìn tới đó thì thấy trang sức nó cũng không cánh mà bay. Cho nên đó là 30 cậu công tử này mới đi tìm. Và khi đó đi ngang qua cái khu rừng Kappasika. Thì cái duyên lành của những cái cậu công tử này tới, xin thú vị, thành ra đó là Đức Thế Tôn
Ngài ngồi ở đó mà chờ. Thì 30 cậu công tử này đi ngang qua thấy Đức Thế Tôn đó, cho nên mới hỏi đó là có thấy cái cô kỹ nữ, có thấy một cô gái ôm đồ đi ngang qua đây không? Đức Thế Tôn ngài mới nói đi tìm cái vật quý bên ngoài vậy đó, nó tốt hơn hay là đi tìm cái vật quý ở bên trong tốt hơn? Thì nghe vậy đó, những cậu công tử này bừng tỉnh xin thưa quý vị. Bừng tỉnh. Thì đó cũng là cái sự nhắc nhở cảnh tỉnh. Xin lỗi quý vị, đó cũng là cái sự gợi mở, gợi ý để cho cái hạt giống bồ đề của 30 vị công tử này đó đâm chồi ra quả. Giờ rồi sau đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một số ý pháp, thì 30 cậu công tử này đều chứng đắc được đầu quả Tu Đà Hoàn hết. Và khi đó đó xin Đức Thế Tôn cho xuất gia. Và 30 cậu công tử này đều có duyên lành ở quá khứ, cho nên đó được tu theo hình thức là Ê Tha Thích Khâu Quy, là Thiện Lai Tỳ Kheo. Sau khi trở thành Thiện Lai Tỳ Kheo rồi, 30 vị Tỳ Kheo này thọ các pháp đầu đà từ nơi Đức Thế Tôn, hành đạo một thời gian cũng khá lâu. Sau đó mới trở về gặp Đức Thế Tôn. Thì lúc này đây nè, Đức Thế Tôn ngài lại thuyết một cái bài pháp khác về con đường sanh tử. Sau khi nghe xong bài pháp này, cả 30 vị tỳ kheo này đều trở thành bậc thánh lậu tận. Thì chư tăng gồm có, chúng ta hiểu khi mà nói chư tăng thời đó là gồm có Sa Di rồi là tỳ kheo. Chư tăng bắt đầu mới biết được cái sự việc vậy nè, thì họ mới ngồi ở trong giảng đường đó bàn tán, nói rằng ồ, các cái vị tỳ kheo này đó xong mà thông hiểu giáo pháp hay là nếm được hương vị pháp đó, mau quá. Thì dĩ nhiên chúng ta hiểu đó, còn thắc mắc kiểu này đó thì chỉ có phàm thôi, chứ còn thánh thì họ không có thắc mắc vậy đâu. Thì nghe chư tăng bàn tán xôn xao vậy, Đức Thế Tôn ngài mới ngự đến và ngài dạy, ngài nói này các tỳ kheo, không phải chỉ có ở trong cái hiện tại này, các vị tỳ kheo này đã nếm được hương vị pháp một cách mau lẹ vậy, mà ở trong cái quá khứ đó, 30 vị tỳ kheo này cũng đã từng là bạn bè và nhờ nghe pháp từ nơi một người thầy mà đã ngộ ra được, đã ngộ ra được chánh pháp và chuyên tâm thọ trì ngũ giới. Nhờ đó đó mà đến cái kiếp hiện tại này nè, chứng đắc được đạo quả A-la-hán một cách mau lẹ như vậy. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ Mu hút ta ma pi chê huỳnh nhu Phan đi tăng pa dị ru pa sa ti Khiếp bằng thăm măng quý cha na ti Chi vã hà su pa ra sang gia tha. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: người trí dù một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. Đồng thời ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: phút giây thân cận đại hiền, với người hữu trí là duyên vạn đời, thấy ngay chánh pháp tuyệt vời, lưỡi kia nếm thưởng biết nồi cánh ngon. Chúng tôi lại có một cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Pháp Minh nữa,
Thành ra đó cũng xin được đọc để bà con chúng ta tham khảo. Người khôn gần bậc hiền minh, chỉ trong khoảnh khắc hiểu rành lý chơn. Lưỡi kia chỉ nếm một lần, vị mùi canh đã biệt phân rõ ràng. Và có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là bốn cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Cũng như đó là cái sự gợi mở bằng duyên sự mà khi nãy chúng tôi trình bày đó. Thì đây là hai cái nguồn hỗ trợ để chúng ta hiểu Đức Thế Tôn ngài dạy cái gì. Rồi sau khi mà chúng ta hiểu xong đó, thì dĩ nhiên là mình phải ứng dụng, mình phải áp dụng vào trong đời sống của mình. Thì lúc đó mình mới có được lợi lạc. Pháp bảo hay là pháp thiết thực hiện tại là phải như vậy. Tự bản thân của mình chiêm nghiệm để thấy ra được cái lợi. Thấy ra được cái lợi. Mà muốn vậy đó thì là mình phải sống theo pháp. Tức là mình học cái loại pháp nào thì mình sống theo cái pháp đó. Thì khi đó bản thân của mình á thấy ra được cái lợi đó. Chứ không có ai thấy thay cho mình đâu, xin thưa quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại bài học. Bài học này, hai câu đầu tiên Đức Thế Tôn ngài dạy: Mu hút ta ma vi che quỳnh nhu pan vi tăng tại di ru pa sa ti. Là nếu ha, nếu người người có sự hiểu biết chuyên biệt trong một chốc lát mà gần gũi bậc thiện trí, gần gũi bậc thiện trí. Vậy thì hai cái đoạn này nè, chúng ta cần hiểu hai từ. Một là từ Vinh Nhung, và hai là từ Panditang. Thì Vinh Nhung ở đây đó là chủ thể, Panditang đó là khắp thể. Thì khi mà mình hiểu được cái từ Vinh Nhung thì bây giờ đó mình mới quan sát, phản kháng, xem xét, coi coi mình có phải là Vinh Nhung hay không. Vậy thì Vinh Nhung là gì, xin thưa quý vị? Vinh Nhung là người khôn, người trí. Người khôn, người trí. Và ở trong chú giải mới giải thích đó, đây là người căn bản có trí đó. Mà như vậy thì nói theo cái diệu pháp đó, đây phải là người tam nhân, tức là người tái tục bằng tâm tam nhân thì mới được gọi là huynh nhục. Vậy thì người huynh, người có trí này hay là người khôn này nè là như thế nào? Người trí hay là người khôn ở đây đó là người phải có, trước hết là phải có cái tinh thần tiến bộ. Tiến bộ là sao, xin thú gì? Là phải có cái tâm cầu học đạo. Theo quý vị đó, nếu mà không có cái tâm cầu học đạo đó thì người đó có tiến bộ được không? Không ha. Dạ không. Người phải có cái tâm cầu học đạo đó thì người đó mới có được sự tiến bộ. Tại làm sao? Vì đạo dạy cho mình đó, đi lên và đi ra. Ô Panayiko đó, đây là pháp. Mà đi lên
đi ra có nghĩa là sao? Theo quý vị đó, khi mà quý vị học Phật pháp nè, thì có phải đó là Phật pháp dạy cho quý vị nè ha, là nếu mà mình chưa phải là người có cái khả năng chứng đắc thiền, chứng đắc được đạo quả đó, thì đạo dạy cho mình á cách tạo phước phủ lậu, để từ cái chỗ đó đó mình có được cái sự tiến bộ hơn, tiến bộ về mặt vật chất, tiến bộ về mặt tinh thần, tiến bộ về mặt vật chất, tiến bộ về mặt tinh thần, để từ đó đó ha mà mình có được một cái đời sống về mặt vật chất, đời sống về mặt tinh thần tốt hơn. Nhờ đó đó mà mình dễ dàng học đạo. Rồi khi mình là người có cái khả năng, có được trí tuệ, có được sự hiểu biết nhạy bén để có thể thấy rõ ràng được tính chất nhân quả nghiệp báo, thấy rõ ràng được tam tướng của pháp hữu vi, thì đạo dạy cho mình con đường đó là gì? Cách hay là con đường đó là đi ra khỏi tam giới này. Đó là đi lên và đi ra. Là thì là lúc này nè, đạo mới dạy cho mình biết đó, à mình giàu có, mình có danh vọng địa vị trong xã hội, mình có sự hiểu biết bác học này bác học biết kia, nhưng mà mình cứ vẫn còn tồn tại. Dầu cho mình tồn tại hình thức con người, dầu cho mình tồn tại hình thức là chư thiên dục giới, dầu cho mình có tồn tại là hình thức phạm thiên sắc giới vô sắc giới đi nữa đó, thì mình cũng cứ vẫn còn vòng vòng ở trong ba cõi, mà tam giới như cứ còn ở trong ba cõi đó thì là có khi đó là thượng vàng, mà có khi đó là hạ cám. Dạ, mình ở cái tầng lớp cao đó đâu có phải đó là mình cứ tồn tại mãi mãi ở cái tầng lớp đó, rồi có một lúc nào đó mình sẽ phải đi xuống. Như theo quý vị đó là có ai đó ha, là quanh năm suốt tháng ngồi trên cái ghế tổng giám đốc hoài không? Không. Rồi cũng có một lúc nào đó phải nhường lại cho người khác ta ngồi. Nhường, nói nhường đó là nhẹ, mà có khi đó là gì? Bị người ta kéo xuống, bị người ta lôi xuống, thì đó là hạ cảm. Thì cứ còn tồn tại trong hình thức này, hình thức kia đó, thì có khi đi lên, có khi đi xuống vậy. Thì đó là những cái ê chề chán chường của kiếp, gọi là kiếp nhân sinh, đó là luân hồi. Thành ra đó, đạo ông mới dạy cho mình đó là muốn vậy đó thì từ bỏ mọi thế lỡ. Khi mà có của cải tài sản đó, mình cũng đừng có dính mắc, rồi là gì, đừng làm nô lệ bởi của cải tài sản đó. Khi có danh vọng địa lý, địa vị, mình cũng đừng có làm nô lệ tay sai cho danh vọng địa vị đó. Khi có tri kiến sự hiểu biết bác học này bác học kia đó, mình cũng đừng có quỵ lụy làm tay sai cho những cái tri kiến tri thức đó. Từ bỏ vậy đó thì là thoát ra được khỏi tam giới. Có tâm cầu đạo, đạo dạy cho mình vậy đó, xin thưa quý vị. Đó thì thử hỏi quý vị chứ có phải đó là với người có tâm cầu đạo vậy đó thì người đó có được sự tiến bộ không? Có. Ngược lại nếu người không có tâm cầu học đạo vậy đó thì người đó có được sự tiến bộ không, xin thưa quý vị? Không đâu. Phải làm sao ạ? Không có tâm cầu học đạo vậy đó thì không có thấy rõ ra được là gì? Cái nguy hại của lòng tham, nguy hại của lòng sân, nguy hại của lòng si mê. Từ cái chỗ đó có gì? Giống sống giống như con thiêu thân vậy đó. Khi không có của cải tài sản thì bắt đầu là gì? Bán mạng để tạo ra của cải tài sản. Khi có của cải tài sản rồi thì ôm khư khư chết cũng chưa chịu. Danh vọng địa vị cũng vậy, tri kiến tri thức cũng vậy. Đó thì với cứ người mà sống kiểu vậy thì sau khi thân bại mạng chung họ sẽ đi đâu? Đi xuống. Và rồi chìm đắm ở dưới vực sâu đó.
Nếu mà nói mãi mãi thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà gần như vậy. Thì thành ra người không có tâm cầu học đạo đó, không có thấy ra được cái nguy hại của lòng tham, lòng sân, lòng si vậy đó, để mà có thể từ bỏ đi mọi thế lợi đó, thì làm sao đó mà có thể đi lên và đi ra được. Do đó đó, người có cái sự hiểu biết hay là người khôn ở đây đó, trước hết là người phải có cái tâm cầu học đạo vậy. Từ cái chỗ có cái tâm cầu học đạo vậy, cái bắt đầu đó là gì? Cái sự hiểu biết đó càng ngày càng rộng nè, càng ngày càng chuyên sâu. Thì rộng chuyên sâu ở đây theo hướng nào? Rộng chuyên sâu ở đây theo hướng gọn thôi, xin thú vị, nhân quả nghiệp báo tam tướng, hiểu theo hai khía cạnh này thôi, thì người đó có thể đi ra được khỏi tam giới. Có phải là một người nào đó thấy được một trong ba tướng thì người đó thấy được niết bàn không, xin thú vị? Phải. Ta thấy một trong ba tướng là thấy được niết bàn đó, mà thấy được niết bàn thì đồng nghĩa với việc đó là người đó chuẩn bị ra rồi, chuẩn bị thoát khỏi tam giới rồi. Đó, thành ra đó là người khôn ngoan, người có trí ở đây đó ha, đó là người phải có cái tâm cầu học đạo. Từ cái chỗ có cái tâm cầu học đạo vậy đó, cái bắt đầu là gì? Càng ngày càng khôn ngoan nhiều hơn, càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn. Thì hiểu biết khôn ngoan ở đây như khi nãy chúng tôi nói, trên hai phương diện đó thôi, là nhân quả nghiệp báo và tam tướng. Như vậy đó, từ chỗ này chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta học giáo pháp của Đức Phật càng về lâu đó, mà chúng ta hiểu không có rõ ràng rành mạch về nhân quả nghiệp báo, hiểu không rõ ràng rành mạch về tam tướng đó, thì điều đó có nghĩa đó là trí tuệ của mình có vấn đề, chưa có cái sự tiến bộ đó, chưa có cái sự tiến bộ đó. Như chúng tôi giảng lấn qua cái Pandita luôn rồi. Giờ bậc Pandita là sao? Quên nhiều chúng ta tạm hiểu bấy nhiêu đó. Từ thứ hai, Pandita. Pandita là bậc thiện trí hay là bậc hiền nhân? Thì thiện trí hay là hiền trí ở đây đó, trước hết đó chính là các cái bậc thánh, chư Phật chư thánh. Chư Phật chư thánh đều được gọi là Pandita hết. Thì theo quý vị đó, thời buổi giờ nè, mình có dễ dàng thân cận gần gũi cộng trú được với bậc thánh hay không? Dĩ nhiên Đức Phật là không còn rồi, rất khó ha. Dạ, rất khó. Thì thành ra đó, chữ Pandita ở đây mình phải hiểu theo một cấp độ thứ hai nữa. Cấp độ thứ hai là sao? Pháp tác thành bậc thánh là gì, xin thưa quý vị? Là bát thánh đạo. Nói rộng đó là 37 pháp giác ngộ. Đó là pháp tác thành bậc thánh. Thì thành thử ra đó, chữ Pandita ở đây mình hiểu ở cái cấp độ thấp hơn một tí đó, là những người đang thực hành, đang sống trong 37 pháp giác ngộ đó. Vậy có nghĩa đó là một ai đó đó mà họ hiểu rành rẽ về bát thánh đạo nè, và họ đang sống dựa trên bát thánh đạo đó, thì người đó cũng được xem là Pandita. Dạ, Pandita. Một ai đó đó họ hiểu rõ ràng về bát thánh đạo nè, họ sống với bát thánh đạo đó, khi họ gặp mình á, cái họ do họ hiểu rõ ràng, họ ứng dụng bát thánh đạo đó trong đời sống, cái họ thấy ra rằng
đời sống của mình đó, nó có sự an lạc hơn, có sự bình an hơn. Cho nên đó là họ chỉ bày cho mình về bậc thánh đạo đó. Thì khi đó sao xin thú gì? Mình nghe, mình hỏi, mình tìm tòi làm sao đó để mình có thể hiểu được bằng họ hoặc gần như họ, rồi ứng dụng vào trong đời sống. Thì lúc đó mình cũng có được cái sự bình an, sự an lạc, hạnh phúc giống như họ. À, vậy thì người có trí, tức là người khôn ngoan ha, người có tâm cầu đạo gần gũi với bậc thánh, hoặc là người đang sống bằng 37 pháp giác ngộ vậy đó, gần gũi thân cận với những cái người đó đó, đó thì gần gũi thân cận sao xứng thú gì? Bậc thiện trí ta, được gọi là bậc hiền trí hay là bậc thiện trí thức đó, là họ có các cái pháp tánh của bậc thiện trí thức hay là của bậc hiền trí. Vậy thì cái đó là họ có thôi, chứ còn mình á chưa. Do vậy khi mà mình gần gũi họ, mình thân cận họ để mình có được các cái pháp tánh đó, chứ không có phải là gần gũi thân cận rồi họ là họ, mình là mình, thì xin thưa quý vị, cái gần gũi thân cận đó không có lợi ích lắm. Yeah, không có lợi ích lắm. Thành ra đó là ở trong kinh Mangala Sutta đó, Đức Thế Tôn ngài dạy là gì? Asewana cha ba la nang ban di ta nang cha sewana pu cha cha pu cha ni ya nang e ta Mangala. Không gần gũi người ác, thân cận bậc trí hiền, bậc Pandita là, mà bên đó dịch là bậc trí hiền, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc đáng cúng là hạnh phúc tối thượng. Thì chữ cúng dường bậc đáng cúng ở đây là phu cha chấp phu cha này gia, là cúng dường bậc đáng cúng. Thì cái cúng dường cao thượng nhất là cái gì xin thưa quý vị? Là thực hành theo lời dạy bảo của chư Phật, của bậc thánh. Khi mình thực hành theo lời dạy của chư Phật, của bậc thánh thì lúc đó mình mới thành tựu được các cái pháp tính, thành tựu được các cái pháp tính của họ, thì lúc đó mới là tài sản của mình, mới là cái mình có. Đó, gần gũi thân cận là như vậy đó xin thưa quý vị, chứ không phải là gần gũi thân cận với họ, họ là họ, mình là mình đó, thì là xin thưa cái gần gũi thân cận đó đó thì giống như là cái muỗng với canh thôi, muỗng với canh thôi. Còn gần gũi thân cận họ mà mình thanh tụ được các cái pháp tính của họ đó, thì lúc đó mới là cái vị canh nó đi vô cái lưỡi, tức là nó thâm nhập vậy. Mình mà thân cận gần gũi bậc hiền trí vậy đó, thì mới có lợi lạc, mới có lợi lạc. Từ cái chỗ này ha, cái bắt đầu mình mới rút ra một cái bài học vậy nè. Chúng ta đã cùng nhau sinh hoạt ở trong cái room pháp cú này, thú vị. Học bộ môn pháp cú 423 câu này lui tới cũng lâu rồi. Thì tự bản thân của mỗi người đó, xin hỏi quý vị chứ mà bản thân của mình đó, thấy ra trí tuệ của mình hay sự hiểu biết của mình đó về lời dạy của Đức Phật có rộng hơn được chút nào không? Có sâu sắc hơn được chút nào không? Có chắc chắn hơn được chút nào không? Nếu bây giờ đó ha, có một sư bà tám nào đó đó mà có khả năng về thần thông đó, họ nói một cái đó thì liệu mình có theo hỏi không? À.
Ở đây là cái bài học rút ra cho chính bản thân của mình đó, xin thưa quý vị. Thì từ cái chỗ này đó, mình mới khẳng định được mình có phải là Huynh Nhu hay không. Huynh Nhu là người khôn ngoan, gần gũi nè, bậc hiền trí hay là bậc thiện trí thức. Thì bậc thiện trí thức hay là bậc hiền trí đó, đó nói sâu hơn nữa đó là chư thánh. Thì chư thánh cũng là những cái người được tác thành bởi pháp lời dạy của Đức Thế Tôn. Mà chúng ta cùng nhau này xin thưa quý vị, gần gũi với lời dạy của Đức Thế Tôn đã rất là lâu rồi. Thì ở đây chúng tôi mới chỉ nói là bộ môn pháp cũ thôi đó. Chứ còn đó, chúng ta gần gũi pháp bảo, pháp của Đức Phật đó, nhiều nhiều bộ pháp hơn, nhiều bộ kinh đó. Ngoài pháp cú ra, mình có thể học hỏi tăng chi tương ưng trường bộ, trung bộ, a tỳ đàm, vân vân, rất là nhiều. Thì từ cái chỗ đó, đó mình thân cận gần gũi với pháp tác thành bậc thánh, mình thân cận gần gũi với pháp tác thành bậc thiện trí vậy đó, mà không khiến cho trí tuệ của mình nó rộng ra, trí tuệ của hiểu rộng ra, trí tuệ của mình hiểu sâu hơn, trí tuệ của mình hiểu chắc chắn hơn đó, thì hơi uống tí hơi xin thú vị đó. Thì thành ra từ cái chỗ này đó, cái mình mới ráng cố gắng suy xét nè, phương pháp mình học vậy đó là có phù hợp chưa, rồi những pháp đó, đó có phù hợp với căn cơ cá tính của mình chưa, hoặc là gì, khi mà mình học pháp vậy đó thì là pháp đi vô lỗ tai của mình rồi có đi vô não của mình không, hay là pháp đi vô lỗ tai này rồi cái chạy ra lỗ tai kia, rồi pháp đi vô lỗ tai của mình đi vô não mà có đi vô máu của mình chưa, hay là anh đi vô não rồi não con người của mình một chút thời gian nó cũng quên rồi xin thưa quý vị, hay là phải đi vô máu nữa, biến ra bằng thân hành khẩu hành đó. Thì lúc đó đó trí tuệ của mình mới càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, càng ngày càng chắc chắn. Đó thì cái kiểu thân cận gũi vậy đó xin thưa quý vị, thì lúc đó mới là gì, khiếp bằng thầm bằng quý cha na tí chiu ha su bà sang và a, giống như cái lưỡi với vị cam vậy đó, pháp đó đó được trí tuệ ngộ ra, được trí tuệ thẩm thấu, giống như đó là cái gì, cái vị của cam đó nó đi vô trong cái lưỡi của mình. Đi vô trong cái lưỡi của mình. Saparasang thammarasochinati, vị pháp là thắng mọi vị. Đó thì vị pháp ở đây là gì? Niết bàn. Nói gọn đó. Đó mà còn hiểu rộng rộng ra nữa đó là gì? Đó là tứ thánh đế nè, rồi là gì? 37 pháp giác ngộ nữa. Hiểu rõ ràng ra vậy đó. Đó thì lúc đó đó là mình nếm được hương vị của pháp, giống như cái lưỡi của mình nếm được cái hương vị của cam. Còn không đó, đó thì lúc đó đó xin thưa quý vị, đó là giống như cái lưỡi với vị cam vậy. Và để đạt được cái điều này thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thêm một pháp khác ở trong trường bộ. Để mà mình có được cái sự tiến bộ ha, thì mình phải là so và cha sa ta, so và cha sa ta cha cao ya mít ta ta, đuôi tham ma quý sĩ sa gây vô quý sĩ sa gây ra là dễ dạy có bạn lành, là hai pháp đưa đến thù thắng. Còn ngược lại nè, so và cha sa ta cha ta và mít ta ta đuê thăm ma hanapagya là cứng đầu khó dạy và có bản ác, thì hai pháp đưa đến hạ liệt, đưa đến thấp kém. Thì thành thử ra đó là gì,
từ cái chỗ đó đó để mình có thể được trở thành được gọi là huynh nhu, thì nên là người dễ dạy. Nên là người dễ dạy, từ chỗ đó đó mình mới có thể đó là thân cận gần gũi và tiếp nhận được những cái hay cái tốt của người khác. Chứ còn ha, mình mà là người có định kiến nè, cố chấp nè, cứng đầu khó bảo nè, nói như ngài Hòa Thượng Viễn Minh đó, là cái tâm của mình nó bị chai đó, thì mình khó để mà có được cái sự tiến bộ. Dâu cho mình có gần gũi thân cận với Đức Phật đi nữa đó, thì cũng không có được cái sự tiến bộ. Giống như tỳ kheo Tít Xá đó, xin thưa quý vị, tỳ kheo Tít Xá đó, hay là tỳ kheo Chan Na đó, ở gần Đức Phật không đó. Nhưng mà ngay khi Đức Ngài còn sống đó, không có tiến bộ. Mãi cho đến khi Đức Phật Niết Bàn rồi đó, thì bắt đầu mới có được cái sự tiến bộ. Thì đó là những cái sự hiểu biết của chúng tôi qua cái câu kệ Pháp Cú số 65 này, xin được trình bày đến với toàn thể quý vị là như vậy. Thì ước mong đó, qua cái bài Pháp này sẽ gợi mở ra cho chúng ta đôi điều, để qua đó chúng ta có cái cách sống, cách học sao đó, cho mình trở thành là người huynh nhu, rồi một lúc nào đó đó, cái mình trở thành là bậc Bà Ni Tạo được. Mong phước báo hộ trì tất cả chúng ta được sống an lành, an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính